Nhìn hộp thôi thì chắc hẳn anh em đã biết hôm nay em định quay dòng gì rồi đúng không? Thì hôm nay em lên cho anh em một mẫu hộp Lotte Classic Fusion màu đen. Màu này thì cực kỳ là hot bên em luôn và được rất nhiều anh em ưa chuộng và bán cực kỳ là chạy. Mẫu này là mẫu chạy số 1, sau đó đến mặt màu xanh navy. Và đây em quay cho mọi người chi tiết các góc cạnh của em, nó vẫn còn cực kỳ là bén luôn. Em để vào xem vào độ mới hay độ cũ của chiếc đồng hồ thì anh chị em nên nhìn vào các góc cạnh xem đã bị mòn nhiều hay chưa. Chiếc này bên em vẫn còn cực kỳ là bén, phần da thì còn rất là mới luôn, do chủ cũ cực kỳ là ít đeo nên là cái phần da này gần như là như mới luôn. Còn về vấn đề mà anh em tay nhỏ, tay khoảng 15 16 mà sợ đeo chiếc này nó to ấy, thì để hôm nay em sẽ đeo thử lên cho mọi người xem là nó có to hay không. Thì tay em là size tay 15, tay em vẫn phải nới ra một nấc cuối cùng, sau nấc cuối cùng thì em đeo thì nó sẽ hơi rộng ở phần đấy một chút, nhưng mà về tổng thể ngoại hình thì ok, đều có thể phù hợp với anh em tay khoảng 15 16. Anh em đeo size 42 không sợ to đâu. Đấy, nếu mà em đeo vào một nấc nữa thì nó sẽ bị chật nên là em sẽ đeo ra một nấc này cho nó thoải mái một chút. Còn nếu như Rolex thì anh em sẽ đeo size 36 đẹp hơn. Còn với dòng Hublot này thì anh em có thể đeo 42 bình thường. Còn nếu như anh em mà đeo 38 thì nhìn nó kiểu sẽ hơi bị nữ tính một chút. Và chiếc này em đang giao lưu với mọi người tình trạng là đầy đủ hộp sổ thẻ và date 2021. Chiếc này thì đã được bên em lên sẵn liền kim cương thiên nhiên, giá cực kỳ là hợp lý cho anh em dễ tiếp cận chiếc này. Và em đang giao lưu chiếc này full set chỉ hơn 100 chai một chút.